Chiều ngày 16 tháng 12, Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án, bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16 bánh heroin. Trước đó, từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đối tượng Cứ A Anh, sinh năm 1995, trú tại xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, có dấu hiệu đang móc nối với các đối tượng ở Lai Châu vận chuyển tiêu thụ số lượng lớn ma túy. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ. Đến trưa ngày 16 tháng 12, trên tuyến tỉnh lộ 134 đoạn qua xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Cứ A Anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án đã tiếp tục bắt giữ Giàng A Chua, sinh năm 1991, trú tại bản Háng Lìa, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 16 bánh heroin, hai điện thoại di động, hai xe máy cùng một số giấy tờ liên quan.